Xin chào các bạn, đây là hôm nay có gì hot ngày 11 tháng 7. Đêm qua thì bao nhiêu iPhone, iPad, TV, tủ lạnh đã đi theo đội tuyển Pháp. Comment tình hình xem nào. Còn bây giờ sẽ là những thông tin không thể bỏ qua vào ngày thứ hai đầu tuần. Galaxy S7 Active là biểu tượng mới của điện thoại siêu bền, được rất nhiều người quan tâm vì dù chống bụi, chống nước nhưng sản phẩm vẫn đẹp và mạnh. Thế nhưng có rất nhiều người sẽ bị vỡ mộng bởi bài test mới nhất của Consumer Report thử nghiệm nhúng nước đúng tiêu chuẩn IP68 của Galaxy S7 Active, đó chính là ngâm nước 30 phút với độ sâu là 1,5m, thế nhưng S7 Active bất ngờ không vượt qua được. Màn hình bị sọc xanh không thể sử dụng được sau 30 phút. Tiếc rằng do chiếc Galaxy S7 Active này số đen, song thử cái thứ hai thì cũng tương tự. Đặt ra sự nghi vấn đến từ Samsung liệu rằng hãng có quảng cáo sai sự thật hay không. Samsung vẫn chưa đưa ra câu trả lời cụ thể và hãng đang cần thời gian để kiểm tra lại. Sáng nay thì Niantic Lab và Nintendo bất ngờ thả thính người dân Việt Nam khi mở game 30 phút cho mọi người vào bắt Pokemon một cách bất thường. Thế nhưng 30 phút sau, Niantic đã khóa lại tất cả Pokemon Stop và Gym trên bản đồ. Các Pokemon cũng không xuất hiện lại nữa. Trước đó mấy hôm thì Nintendo phát biểu khá chảnh trên truyền thông rằng chúng tôi sẽ không hẹn trước ngày phát hành nữa, mà chúng tôi sẽ phát hành khi cảm thấy thoải mái. Nhiều ý kiến cho rằng quá nhiều vấn đề phát sinh từ ngày đầu tiên khiến cho Nintendo cần nhiều thời gian hơn để khắc phục. Ví dụ như là máy chủ không tải nổi lượng người chơi, nhiều lỗ hổng để hack game như là ngồi một chỗ fake GPS bất cứ nơi đâu. Website của Oppo Việt Nam vừa cập nhật sản phẩm Oppo A37 hay còn gọi là Neo 9. Với giá bán chính thức là 4.490.000 đồng, Oppo A37 Neo 9 được xem là phiên bản thu nhỏ của Oppo F1 Plus với thiết kế kim loại nguyên khối đi kèm với đó là cấu hình khá tốt. Khi mà máy Oppo A37 Neo 9 đã được trang bị màn hình 5 inch với độ phân giải HD, vi xử lý lõi tứ Snapdragon 410 với tốc độ là 1,2 GHz, RAM là 2GB và bộ nhớ trong là 16GB, camera là 8 megapixel và camera trước là 5 megapixel. Pin của máy có dung lượng là 2630 mAh. Chưa rõ là Oppo sẽ gọi nó là Neo 9 hay sẽ đổi luôn tên thành A37 và cũng không biết là sếp Tùng còn là đại sứ nữa hay không. Đây là những thông tin hot nhất của ngày thứ hai. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn.